Đây là mép dưới của con này này. Gợn sóng này. Sóng này gọi là sóng gì ta? Hay có câu gì nói về sóng nhỉ? À, sầm sơn sóng đáy tụt quần các bác. Thấy chưa? Sóng này là sóng sầm sơn các bạn cụ. Đấy, xoay cái bóng đèn cho bác nhìn này. Bác nhìn thấy cái đường sóng chưa? Sóng này sóng thần luôn chứ đừng nói sóng sầm sơn các bác nha. Ép kính này. Hello hello, em chào các bác nha. Chào các anh em. Suốt 2 năm vừa rồi ấy, em có làm rất nhiều video để chia sẻ với các bác, với các anh em những cái kinh nghiệm của em nhé, rất nhiều kinh nghiệm luôn, để mọi người nhận diện đâu là máy dựng và đâu là máy zin khi mọi người đi mua máy, kể cả mua của shop cũng thế các bác nhé. Thì các bác nào mà theo dõi từ đầu và tổng kết được ấy, hàng dựng ấy nó sẽ loanh quanh ba vấn đề như này. Đầu tiên là hàng thay vỏ đóng mới, thì thẳng thắn ra mà nói thì máy mới máy đẹp bán lúc nào nó được giá và dễ bán. Thứ hai chính là cái nội dung video này em muốn nói với các bác là màn hình của Samsung nó rất là đắt, chính vì vậy nên cái bọn dựng ấy lúc nào nó cũng sẽ tập trung vào cái màn hình để nó tối ưu giá, để nó tăng lợi nhuận. Thì có màn lô, màn linh kiện, màn cao cấp, màn ép kính, ép cáp, mài kính các thứ. Đấy, đây chính là video nội hôm nay em muốn chỉ với các bác về cái màn hình, cách mình nhìn ra đâu là màn zin, đâu là màn lô, màn dựng. Và cái thứ ba là hàng sửa chữa chức năng, sửa chữa trên main, đóng chip, đóng cặp. Thì sẽ có nhiều bác sẽ thắc mắc là ôi thế tiền nào của đấy thật, hàng dựng nó rẻ thế thì mình mua có được không? Thì cách có được không ấy nó còn phụ thuộc vào các bác cơ. Các bác có nhìn ra đâu là zin, đâu là dựng không nữa cơ. Chỉ sợ các bác bỏ tiền mua hàng zin và các bác nhận về con hàng dựng cơ. Rồi còn nữa, kể cả các bác có biết là con đấy dựng rồi, con này zin, con này dựng rồi, thì các bác mua về ấy, chấp nhận tiền nào của đấy, thì em sẽ nói thẳng với các bác này, nếu mà hàng dựng ấy nó ngon, nó bền ấy thì nó đã không rẻ rồi. Các bác hiểu không? Tại sao bọn nó vẫn thích bán hàng dựng? Là vì nhập vào nó rẻ, bán ra nó đẹp, nó mới bán ra nó được giá, ăn nó ngập mồm, cắn nó dày miếng. Các bác hiểu chưa? Thôi, hạ hạ cảm xúc một tí. Em thì nhiều khi đụng những cái vấn đề đấy em rất là gay gắt. Thẳng vấn đề nhé. Hôm nay em sẽ chỉ các bác cách nhìn cái màn hình. Các bác xem những video em hướng dẫn các bác test máy rồi đúng không? Cầm cái màn hình lên xoay như nào? Đầu tiên là các bác phải lau sạch cái màn hình như này. Lau sạch đi, được chưa? Tiếp theo là các bác lấy một con máy của các bác đang dùng ấy, bật cái đèn pin lên. Soi vào cái tấm nền màn hình các bác nhá. Cái tấm nền đen, và các bác để ý cái bóng cái nền đen của cái màn hình ấy. Thì ở đây em có sẵn cái bóng điện đây rồi, thì em không cần bật đèn pin nữa, nhưng mà em muốn soi cho các bác nhìn này. Em lấy con này em soi, em xoay một lượt nhé, rồi các bác nhìn, các bác tự tự phán xét nhé. Đấy, em đảo này, em đảo từ trên đảo xuống này. Đây là con thứ nhất, đây là con thứ hai. Có tiếng nhân viên nó đang chat với các bác, nó lạch cạch, các bác thông cảm nhé. Đây là con thứ hai này, các bác nhìn này. Thì nhiều khi bọn em cũng bận ba nhân viên, nhưng mà các bác đến cũng đông rồi, nhiều khi các bác chat dồn dập ấy, trả lời hơi muộn. Các bác thông cảm về cho em cái vấn đề đấy nhé. Thôi được rồi, đặt hai con với nhau và cùng lia dưới một góc. Các bác đã thấy ra điểm bất thường chưa? Em sẽ nói luôn với các bác. Con này là màn zin này, con này là màn ép kính này. Màn zin này, màn ép kính này. Thì để nhắc lại các bác nhé, cái cách để mình soi màn nhé, lau sạch, soi đèn pin vào hoặc là dùng bóng điện như em đây. Các bác đầu tiên là các bác soi ở khoảng trong màn hình này, khoảng dưới này. Nó phải mịn và phẳng căng. Mịn và phẳng căng, các bác thấy không? Tiếp theo là các bác để ý cái mép trên và mép dưới. Đấy, không được phép nhăm nhăm gợn gợn. Đây là màn zin này. Đây là màn zin này. Hai bên các bác mà cố nhìn thì vẫn được thôi, nhưng mà vì là nó là kính cong ấy, cho nên nhìn nó sẽ hơi khó. Các bác nhìn cái bóng này các bác sẽ hiểu này, hơi khó. Cho nên các bác sẽ tập trung nhìn vào khoảng giữa và 2 mét trên dưới. Đây em soi lại một lần nữa cho các bác nhìn. Đấy, mép dưới này. Đây là mép dưới của con này này. Gợn sóng này. Sóng này gọi là sóng gì ta?
Hay có câu gì nói về sóng nhỉ? À, Sầm Sơn sóng đánh tụt quần các bác. Thấy chưa? Sóng này sóng Sầm Sơn với bạn cụ. Trên mép trên này. Mép trên các bác nhìn này, màn zin này, ở đây là màn dựng này. À quên màn ép kính này. Con này ở trên thì ít gọn hơn. Đấy, nhưng mà vẫn có đấy. Các bác thấy không? Có đấy. Zin này nó căng đét như này thôi mà. Được rồi, đây là nốt 20 chưa, đây là đời cao nhá, đời cao đã có rồi nhá, nốt 20 có dựng rồi đấy. Em lấy tiếp một con ra, ở đây có một số máy là có cả những con mà chúng nó gửi hàng cho em để test và cũng có cả những con mà khách nhờ ép kính. Em lấy con tiếp theo là con S10 đi, thì con S10 này là ép kính này, em không có S10 cộng ở đây. Em lấy một M10 5G ra, nó cũng ngang ngang nhau thôi để cho các bác dễ hình dung nhé. Đấy, bắt đầu soi này, các bác nhìn này. Những cái lúc nãy em chỉ các bác tự đưa ra câu trả lời được rồi đúng không? Hàng zin này, các bác nhìn này, khoảng giữa màn hình này nó phẳng căng này. Căng đét, không có một cái gợn. Đây, như con này này. Soi gần tí. Con này này, các bác thấy chưa? Đấy, sóng này là sóng chiều. Sóng dập dìu nhẹ nhàng thôi. Ui, xuống dưới dưới mép dưới này các bác nhìn này. Quả này đúng tụt quần thật. Thôi em không xoay nhá, xoay nữa là nó đánh tụt quần thật đấy. Mép trên này. Con này mép trên rất lộ này, nhăm 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 này. Đấy, trong khi màn zin nó phải phẳng đét như này cơ mà, các bác thấy không? Cái lỗ khoét cằm trước này thì các bác không không nên chắc chắn dùng nhé. Nó là như vậy, nhưng các bác nhìn cái mép này. Thấy không? Mép mép hàng ép kính này. Ôi giời ơi. Đây là S10 các bác nha. Tiếp theo là một cái con đời cổ hơn. Như nốt 8 em nhập này, nốt 8 này các bác nhìn này. Em chia sẻ thật với các bác những cái máy đời sâu này. Thực ra những cái con S8, S9, nốt 8 thì cái phần khúc giá của nó chỉ loanh quanh 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu thôi thì nó rất dễ bán, rất dễ tiếp cận với các bác. Nhưng tại sao em rất ít khi có hàng? Chia sẻ luôn với các bác là cái đời sâu như thế ấy, nếu mà máy zin ấy thì nó lại quá xấu và thường là rất là ám. Còn máy đẹp ấy thì nó sẽ như này này. Đấy, nó xoay cái băng đèn cho các bác nhìn này. Các bác nhìn thấy cái đường sóng chưa? Sóng này sóng thần luôn chứ đừng nói sóng Sầm Sơn các bác nha. Ép kính này. Cho nên nhập máy đời sâu nó rất là khó. Đây sẵn đây em chỉ cho các bác nhìn luôn. Một con zin này. Một con zin này, một con dựng này. Zin này, dựng này. Bác thấy nó khác bọt chưa? Quá khác luôn. Đấy, đây mới mới chỉ là cái tấm kính thôi nhá. Con này là kính lô này. Nét bằng kính lô nó sẽ rất là gợn 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 gợn, nó không phẳng căng như là kính xịn. Và các bác soi dưới cái tấm nền hiển thị này. Phải nói là thằng ép kính con nốt táo này khá giỏi đấy. Nhưng mà nó vẫn có gợn các bác nhé. Đây em sẽ chỉ cho các bác cái gợn. Đây này. Chỗ này này. Đấy các bác thấy một cái đường gợn chưa? Thấy chưa? Đấy, em có 3 ví dụ cho các bác thấy trên 3 sản phẩm nhé. Thì để nhắc lại với các bác này. Khi mình đi soi màn thì mình phải lau sạch cái màn hình đi, lau sạch lau sạch lau sạch, soi dưới ánh đèn flash hoặc là ánh đèn điện, có cái ánh đèn nào nó soi vào cũng được. Soi chỗ nào? Soi ở khoảng giữa màn hình, nó phải phẳng căng. Soi cái mép trên dưới đây có gợn sóng, nó thường lộ ở khoảng này luôn, các bác thấy chưa? Đấy. Ôi, con này ở dưới nó rất là lộ này. Đây, đây nốt 20 các bác nhá. Vì sao bọn em không nhập hàng đấy? Vì thứ nhất là nó sẽ mất uy tín. Em cam kết là sẽ không làm hàng này. Cam kết luôn. Và kể cả mà các bác có muốn mua ấy, em đều khuyên. Thì như này này. Cái con ép kính này, trên nốt 20 nó rẻ hơn con này 2 triệu luôn nhé. Con này bọn em đang bán 15 triệu rưỡi. Con này bán 13 triệu rưỡi. Các bác có mua không? Bác nào mua comment giúp em. Nhưng em sẽ không bảo hành cái màn hình. Nói thẳng luôn nó là như thế. Con nốt 10 cũng thế, rẻ hơn khoảng 1 triệu.
Con này cũng rẻ hơn 1 triệu. Đơn giản là con S10 cộng đấy đi. Giá của nó đang khoảng là 6 triệu rưỡi đến 7 triệu. Bây giờ em bán rẻ đi 1 triệu. Bán 5 triệu 9 đi. Các bác có mua không? Đấy. Có dám không? Em nói thẳng luôn, màn ép kính, màn hình một khi đã bị can thiệp, đã bị bóc ra, đã bị tách các thứ ấy. Nào là nhiệt độ cao, nào là hóa chất tách kính này, nước đấy. Nó là dạng cồn công nghiệp hay cái gì đấy thì em không rõ. Nó rõ vào ướt đẫm cả màn luôn. Thì nó có bền không? Sọc này, vàng màn này, cháy mực này. Nếu mà nó là ngon ấy, thì tại sao nó phải bán rẻ như thế? Tại sao nó lại phải dựng như này đến tối ưu giá? Các bác thông cảm cái đấy, cứ cứ nhắc đến cái hàng đấy là em lại căng thẳng một tí. Đây này, đây có một cái màn mà ngày xưa em phải phải đền cho khách này. Một khi mà các bác mà cần phải thay màn ấy là bọn em mất 6 triệu nhé. Thì một cái màn hình khi các bác bóc ra khỏi khung nó sẽ như này này. Cấu tạo của điện thoại nó gồm màn hình này, khung máy này, linh kiện bên trong và cái nắp lưng úp vào. Thì đây là cái màn hình. Các bác thấy cứng không? Cứng đúng không? Nhưng mà nó chỉ là cứng cái tấm kính thôi các bác nhé. Màn hình cong, nó là tấm nền dẻo. Nó dẻo như cái gì nhỉ? Như một cái tờ polymer các bác. Các bác hiểu chưa? Đây, em sẽ soi cho các bác nhìn. Đấy nha. Cái ngay 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 tôi để em zoom lên cho nó dễ này. Ngay tại vị trí này nha, em lấy một cái móng tem ấn vào mặt trong nha. Đây này, bắt đầu em ấn này. Em lấy đi lại không gợn nha. Ấn nó phát là gợn này. Đây các bác thấy cái nút gợn chưa? Đây. Nó đang chạy đi chạy lại này. Các bác thấy chưa? Đang chạy đi chạy lại này. Và khi mà ấn nút phát là nó để lại vết luôn này, các bác thấy chưa? Đấy, ấn vào chỗ này nó để lại vết này. Đấy, các bác thấy vết gọn chưa? Thì đấy là cái cơ sở để em chỉ các bác cách nhận diện ra hàng. Hàng này là ép kính này, ép cáp này. Bóc ra để thay vỏ này. Vì cái xương nó bị cấn bị xấu ấy, bóc ra thay cái xương khác vào là thành máy đẹp, thay nắp lưng khác vào là thành máy đẹp. Thì nó sẽ được giá. Và một khi đã có tác động vật lý lên cái tấm nền này nó sẽ bị gợn, nó để lại gợn. Đây là mới là bóc ra khỏi khung thôi các bác nha. Bóc ra khỏi khung nó sẽ dùng một cái lá nhựa nó đưa vào đây nó cứa. Cứa đi cứa lại thì sẽ tách được cái màn ra và để lại rất nhiều vết. Đây là mới chỉ là bóc đơn thuần thôi nhá. Các bác mà ép kính ấy, trên YouTube trên mạng có rất nhiều video hướng dẫn ép kính rồi. Trên mạng là miễn phí các bác tìm hiểu đi. Nó còn dùng dây cước nó cứa ra cái kính này ra khỏi cái tấm nền cơ. Lúc đấy các bác thấy một cái tấm nền nó cầm trên tay nó mỏng 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 như tờ polymer luôn. Và nó đưa một cái kính mới vào nó dập bằng một lực rất là căng nhá. Và khi mà dập bằng cái lực cao như thế thì những cái hằn cái gợn này này nó lại càng rõ luôn. Cho nên em nói thật với các bác là những cái video em chia sẻ với các bác ấy, nó là bằng kinh nghiệm của em. Kinh nghiệm của em là em chia sẻ là miễn phí, nhưng với người khác nó là miếng cơm, là manh áo, là món nghề đấy. Cho nên là bọn nó rất là ghét em. Nhưng mà dù ghét ấy, thì em phải nói thẳng, mình đứng thẳng, mình không chơi với đứng cong. Nên rất mong các bạn ủng hộ nha. Nhắc lại này, là tiền nào của đấy, các bác có chấp nhận thì các bác mua, nói thẳng luôn. Em chỉ sợ các bác là lúc mà các bác đi mua ấy, là các bác không biết đâu là đâu cơ. Đấy, với cả một số bác hỏi giá rồi bọn em xong thì nói thật là em cũng là giá thị trường thôi, vì là mình bán online nên một số chi phí về mặt bằng ấy, nó sẽ rẻ đi một chút. Em sẽ cùng một cái loại hàng đấy lúc nào em sẽ bán rẻ hơn người ta vài trăm. Nhưng mà các bác có những bác hỏi rất là vô duyên là ui biết được con này đi, ui anh ơi thì sao đắt thế, 15 triệu rưỡi cả, em thấy chỗ nọ chỗ kia bán có 14 triệu mấy. Thì đấy thì kinh nghiệm chia sẻ các bác rồi đây, cứ bằng những cái đấy các bác ra chỗ đấy mà kiểm tra, nó qua được tất cả những thứ em chia sẻ với các bác thì các bác có thể mua được. Và nhớ hỏi thêm người ta có dám bảo hành cái màn hình không, bảo hành cái màn hình cho tôi ít nhất 6 tháng không. Bảo hành là bảo hành như nào, hãng bảo hành như là tôi bảo hành như thế, sọc có bảo hành không, cháy mực có bảo hành không. Em biết được một số shop bây giờ là cũng khoe nhá, bảo hành màn hình 1 năm cả màn cả nguồn, nhưng mà cái phiếu nó luôn luôn có một cái mở ngoặc, màn hình sẽ không được bảo hành cho những trường hợp sau: cháy mực, thay đổi màu sắc, sọc. Ôi trời ơi, thế thì còn cái lỗi gì là màn hình nó không bảo hành đâu, còn mỗi cái lỗi không lên. Nhưng mà những cái màn ép kính ép cáp này chảy mực rất nhiều nhá, chảy mực vàng màn rất nhiều nhá. Thì đấy, nó bảo hành 1 năm cho các bác nhưng mà có cũng như không. Thế nha, mong các bác ủng hộ và chia sẻ thật với các bác này, làm video ấy các bác
mua của em cũng được, các bác yêu quý tin tưởng thì mua, em rất là cảm ơn vì chia sẻ là muốn là cho đi để nhận lại. Nhưng mà xa xôi này, chưa đủ tin tưởng này thì các bác cứ xem đấy, những cái video em chia sẻ đấy, các bác đi đi mua máy gặp tránh, ui cái lúc các bác tránh được các bác toát mồ hôi ra về, ui rồi may quá cảm ơn bác, các bác bình luận cảm ơn em ở dưới là em rất là vui rồi, cực kỳ vui rồi. Thế nha các bác, làm video ra rất mong các bác xem, bấm nút like và nói chuyện với em ở dưới. Tới đây mà gặp cái gì hay thì em sẽ chia sẻ tiếp. Thực sự là những cái lỗi về máy móc hàng dựng em chia sẻ gần như là hết rồi đấy. Còn một số thứ em biết nhưng mà em chưa mua được. Tới đây nếu gặp thì em sẽ làm video tiếp, như là reset pin này. Samsung em nhắc lại là có reset pin rồi nhưng em chưa mua được tool các bác nhỉ.